Năm 2017, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác cùng MTUC Fairprice đưa thương hiệu GS cửa hàng tiện lợi 24 giờ đến từ Singapore xuất hiện tại Việt Nam. Cuối năm 2017, GS Hòa Hảo cửa hàng tiện lợi 24 giờ lần đầu tiên mở cửa hoạt động tại chung cư Ngô Gia Tự, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Kế tiếp là sự xuất hiện lần lượt của GS Khánh Hội quận 4 và GS Đinh Tiên Hoàng quận 1. Việc đa dạng hóa các cái nguồn phát triển, việc đa dạng hóa các nguồn phát triển và phát triển mạnh về mạng lưới sàn góp không có nghĩa rằng chúng tôi từ bỏ cái chính sách về hàng Việt mà sàn góp đã theo đuổi từ khi thành lập cho đến nay, mà ngược lại đó là một cái cơ hội lớn hơn cho hàng Việt cùng đồng hành với Sài Gòn Co-op. Cụ thể là khi mà chúng tôi đa dạng hóa các loại mô hình này thì tất cả các cái nghiệp vụ mà chúng tôi bày trí hàng Việt, đưa hàng Việt xen lẫn đối với lại những cái đối tượng hàng khác để tạo nên một cái ưu thế để hàng Việt phát triển, thì đó cũng là một cái kỹ thuật mà bản thân anh em Sài Gòn Co-op trong quá trình vận hành thì cũng rất là chú trọng. Hệ thống GS luôn mong muốn đáp ứng nhu cầu của một lượng khách hàng ở Việt Nam, từ học sinh sinh viên cho đến người đi làm. Dịch vụ Wi-Fi miễn phí được lắp đặt tại tất cả các cửa hàng GS. Ngoài ra, dịch vụ cộng thêm của Co-op cũng được áp dụng tại hệ thống. Khách hàng có thẻ đồng, bạc, vàng, bạch kim của Co-op Mart sẽ được tích điểm khi mua hàng tại hệ thống GS. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ cung cấp thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ sáng tạo và chất lượng hơn để tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, đồng thời đặt mục tiêu phát triển trên 50 cửa hàng tiện lợi GS trong năm 2018.